Ngày 26 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC cho biết, TP.HCM đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm COVID-19 giám sát ở cộng đồng trong 5 ngày tới. 5 quận huyện có nhiều ca nhiễm COVID-19 gồm quận 8, quận Tân Phú, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với tổng chỉ tiêu 500.000 mẫu một ngày bắt đầu từ 26 tháng 6 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Các quận huyện còn lại phân bổ theo nguy cơ và cũng lấy mẫu giám sát cộng đồng từ ngày 1 tháng 7 với số lượng 500.000 mẫu một ngày. Theo HCDC, tính từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến nay, ngành chức năng đã thực hiện xét nghiệm tổng cộng hơn 1,1 triệu mẫu. Cũng theo HCDC, chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát. Các chuỗi lây mới được phát hiện như xưởng cơ khí ở huyện Hóc Môn, chung cư Y23 quận Bình Tân, chuỗi H5 Mobile quận 1, chuỗi vựa Ve Chai quận 1, chuỗi công ty Kim Minh quận 5, công ty thực phẩm Trung Sơn đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt. Tiếp tục điều tra, khoanh vùng, xác minh các trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, phát hiện nhiều ca lây nhiễm mới tại khu vực phong tỏa. TP.HCM đang thực hiện chiến lược xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh, khẳng định real-time PCR để khoanh vùng chống dịch nhanh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.